Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nấu món canh, đó là canh thịt vịt và sake nghe quý vị. Ở đây mình có một trái sake. Trái sake này khoảng hơn 300g nào quý vị ơi. Mình đã gọt bỏ vỏ rồi, mình rửa sạch, mình sắc ra từng cái cục như thế này ha. Và ở đây là mình có một ít xương của vịt nghe quý vị. Vịt này là mình vịt ta nha quý vị chứ không phải là vịt sim nha. Ok, để cho cái canh của chúng ta thơm hơn thì ở đây mình có tỏi và ngò gí, mình cũng đã sắc ra thành như thế này nha. Rồi gia vị của chúng ta nêm cho canh, thứ nhất là gồm có là muối nha quý vị. Ở đây là mình sử dụng là muối giót và một muỗng đường, một muối và 2 muỗng dầu ăn. Và ở đây là 1/3 uống hộp bột ngọt nha quý vị. Rồi bây giờ mình sẽ nấu nha. Rồi trước tiên thì mình sẽ chuẩn bị một cái nồi, mình sẽ để dầu vô ha. Khi dầu sôi rồi thì mình sẽ để tỏi vào, mình sấy tỏi lên cho nó vàng nha quý vị. Khi tỏi nó vàng lên rồi quý vị, mình sẽ để thịt sơ đều lên quý vị để cho thịt của chúng ta được săn lại. Mình sơ lên để cho thịt chúng ta đều lên. Sau đó mình để gia vị mà mình đã chuẩn bị sẵn vào. Mình để hết luôn ha quý vị. Rồi mình đảo đều lên nha, để cho cái gia vị của chúng ta nó thấm vào. Ở đây mình không có ăn hạt nêm nên mình không có để hạt nêm quý vị. Các bạn nào mà ăn hạt nêm thì mình nên để hạt nêm nha. Khi mà thịt của chúng ta nó đã săn lại rồi quý vị, mình sẽ để nước vào nha. Rồi mình để nước vào nha quý vị. Khi thịt chúng ta đã để vào quý vị, mình không có để nắp nha, mình để cho lửa nó sôi lên rồi mình hớt bọt quý vị. Thì mình nấu thịt này tầm khoảng nửa tiếng nha, thì thịt sẽ chín rồi mình sẽ để củ vào nha các vị. Thịt chúng ta đã sôi lên rồi nè quý vị, rồi mình sẽ dùng cái giá mình hớt bọt ha, mình hớt bọt cho nó thật sạch quý vị. Các bạn nên hớt bọt đến khi nào mà bọt chúng ta không còn nữa thì thôi nha. Vịt thì nấu sẽ nhanh hơn là các loại thịt khác nha quý vị, nó sẽ nhanh mềm hơn. Xung quanh của mình nó rất là ồn hay quý vị, tại vì cặp kế bên á là người ta xây nhà, cắt nhà nên là tiếng ồn nó rất là nhiều. Thịt này thì mình nấu đã chờ là hơn nửa tiếng rồi nè nghe quý vị, thì thịt chúng ta nó cũng đã mềm chín rồi đó. Mình để sake vào ha. Do sake nãy giờ mình để ngoài nó quá lâu quá quý vị, với trái sake nó chín quá nên nó cũng không được trắng nữa nè quý vị. Khi mà mình bỏ củ vô quý vị thì khi nó sôi lên á thì canh của chúng ta nó sẽ có bọt nữa ha. Các bạn hớt bọt thêm vài lần nữa. Trái sake này quý vị, các bạn có thể là nấu được, sơ chế được nhiều món ăn ngon khác nhau nha quý vị.
Như lần trước mình đã chia sẻ với quý vị các bạn đó là sa cây chiên. Hôm nay thì mình đem đi nấu canh ha. Sa kê này mình nấu canh đó quý vị thì ăn nó cũng giống như khoai lang như quý vị, nhưng mà nó dẻo hơn ha. Nó bùi hơn khoai lang chút. Thì cái hương vị của nó ăn cũng ngon hơn khoai lang của mình nhiều nha quý vị. Các bạn đại củ vô thì các bạn nấu tầm cỡ khoảng 10 đến 15 phút nữa thì củ của chúng ta mới chín nha. Mình nấu nãy giờ canh của mình cũng đã chín rồi nè quý vị. Mình hớt bọt nên thêm vài lần nữa nha. Nếu mà canh của chúng ta vẫn còn bọt thì mình vẫn tiếp tục hớt bọt nha quý vị. Do nhà mình có bé nhỏ nên mình nấu hơi gục một tí ha, cho bé nó dễ ăn. Canh này cũng nấu khá là đơn giản nha quý vị. Mình nêm lại thì vừa ăn nấu vậy. Hồi nãy mình chuẩn bị gia vị bao nhiêu đó là vừa ăn luôn á quý vị. Canh của ta đã chín rồi. Dạ. Dạ. Nè mình vẽ ra nè nghe quý vị đó. Ha, chúng ta canh chúng ta chín. Ok con. Rồi mình tắt bếp mình sẽ múc cá tô nha quý vị. Khi mình nấu chín này các bạn ơi, mình sẽ nhắc xuống mình múc canh cá tô để chuẩn bị ăn nha. Thơm lắm quý vị, canh này á, mình ăn rất thơm, sake á, thì ăn cũng rất là bổ á. Thêm nữa mình nấu canh bằng xương á quý vị, thì thịt xương ra rất là ngọt. Đây, mình nấu được một tô canh cho gia đình này nha. Rồi phần ngò mình đã chuẩn bị lúc nãy á quý vị, thì mình sẽ gấp lên trên đặng cho canh của chúng ta thơm. Rồi canh này thì chúng ta canh này á các bạn mình sẽ ăn với nước mắm trong á, mình sẽ để ớt cay cay vô ăn thì rất là ngon ha. Còn các bạn nào mà có bé nhỏ thì mình chỉ ăn với nước tương thôi nghe quý vị. Rồi mình đã mở lớn lên cho các bạn xem cái canh của chúng ta. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ thử cái thằng củ của chúng ta á quý vị ha. Đó là cái sake. Mình vẽ thử nè, các bạn thấy bột không à? Ăn khá là ngon á. Nó rất là thơm và nó rất là dẻo hơn cái gì. Mình nấu chuẩn bị sẵn hết thì mình nấu rất là nhanh. Đã có một món ăn cho gia đình mình rồi. Rất là bùi á, thơm á, như là có gì nhỉ? củ sen á quý vị, cái củ sen mà mình sẽ đem đi hầm á, cái hương vị nó tựa tựa như vậy, nhưng mà cái độ ngọt của cái củ trái sake các bạn thì nó sẽ ngọt hơn, hay thêm nó bùi hơn. Nên cái món này ăn rất là ngon và nói chung là nó rất là bổ. Nên cái sake này á quý vị cũng có nhiều người
chưa có biết đến hết hay quý vị ha, thì chỉ có một số người biết thôi, một số thì cũng chưa có biết. Và đặc biệt cái sake của chúng ta đó, các bạn nhìn thấy không, ở trong cái lồng, ở trong nó có cái cùi trắng đó, các bạn lấy ra xong cái cùi đó thì nó sẽ có những cái thớt lỗ 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 như thế này. Thì mặc dù cái lỗ nó rất là nhỏ nhưng mà nó cũng có những cái lỗ, nó giống như là của sen vậy nha các bạn. Và đặc biệt cái sake các bạn mình ăn rất là nhiều lần rồi nhưng mà không lần nào á, là mình thấy nó có cái hạt trong đó hết trơn á quý vị, mình không thấy cái hạt. Nhà gia đình mình á, thì rất là thích ăn sake, tại vì sake á, mình làm được nhiều món ăn lắm, đôi khi mình hấp, mình luộc, mình nướng nha, đều được hết nha quý vị. Mà sake mình có thể là chế biến ra sake lắc cũng rất là ngon. Mình chia sẻ xong với quý vị và các bạn về canh sake và trái sake không quý vị. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Nếu các bạn cảm thấy thích thì các bạn hãy like và share, chia sẻ thích mình nha. Xin chào.